Chào mọi người nha, chào mọi người đã đến kênh bonsai tượng đá của em nha. Hôm nay thì em trong bài ngày hôm nay em chị em sẽ thay sẽ rửa lại cây linh sam này, thay chậu cho nó nha cả nhà, và tạo tác lại cho em nó hoàn chỉnh 100% nha. Nói chung đây là một số công việc ngày nào mình cũng làm cả nhà, ngày nào hầu như mình cũng làm bất kể những cái ngày này cây này ngày nào mình cũng làm hết. Thời điểm này là thay chậu cho cây là ok nhất nhất này cả nhà. Mùa mưa thay cây thì nó hay nó bị úng cây. Mùa này mình thay cây là ok nè, xử lý cây mùa này là ok nè. Rồi bắt đầu mình sẽ đi vào chi tiết nha cả nhà. Rồi ok. Rồi xin giới thiệu mọi người, trước mắt mọi người là một cây linh sam nha. Một cây linh sam hàng Đinh Thuận mà ghép dòng sông Hinh nha cả nhà. Bông tím nha. Rồi bây giờ mình sẽ tạo tác lại toàn bộ cái quá trình mà làm cây nha cả nhà. Rồi quá trình mình cắt tỉa đã xong rồi cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đi vào lũa nha. Rồi trước khi lũa nha, em sẽ hướng dẫn mọi người đây. Trước khi đi vào lũa em sẽ hướng dẫn mọi người về cách về những cái máy móc của trước cái bộ phần lũa nha. Đây là máy chục 6 ly, máy cổ dài, máy cái trang nha. Cái này dùng để xử lý những cái đường lũa mà khi mình xong rồi bánh cước á, làm vệ sinh đường lũa này. Rồi cái này là chục phá 3 ly nha cả nhà, chục phá 6 ly nha, mũi tam giác nha. Em chuyên xài cái mũi thông dụng này để chạy rãnh và làm chi tiết và tạo hang hốc nha. Cái này cũng là máy 6 ly nha cả nhà. Tiếp theo là cái máy mài cả nhà. Đây nè, máy mài. Em gắn cái lưỡi cưa nha cái nhà, lưỡi cưa tròn này, giống bánh xích mini vậy đó. Cái này là em sẽ dùng để phá tổng thể cả nhà, vì cái này phá nó nhanh lắm, chứ mà giờ đi cái mũi kia thì nó cực kỳ lâu. Em sẽ phá tổng thể trước, sau đó em sẽ làm chi tiết nha cái nhà. Rồi em xin đi vào chi tiết nha. Lát em sẽ vào chậu này nè cái nhà. Em làm xong đâu đó em sẽ xử lý lũa, đâu đó em sẽ vào cái chậu này nè. Em thay để xử lý. Ok. Làm gì làm mình phải có bao tay bảo hộ nha cả nhà. Bao tay này, bao tay bảo hộ này. Rồi mình đeo cái này là khăn trùm ninja nha cả nhà. Mọi người thấy em giống ninja chưa? Rồi em sẽ đi chi tiết nha. Okay.
Quá trình tạo tác lúa cũng đã xong rồi nha cả nhà. Bây giờ em chuẩn bị đi đến quá trình mà thay chậu nha. Bây giờ anh tưới cho cây nha cả nhà. Mình rửa toàn bộ cái nãy giờ bụi bay á, rửa toàn bộ cái cây lại nha.
Và đây là toàn bộ quá trình nãy giờ là mình làm cho mọi người xem rồi nha. Bao gồm việc cắt tỉa gọn lại lá và cắt lũa nha cả nhà. Và cách thức vào chậu và thay chất trồng nha. Đây là toàn bộ quá trình từ A đến Z để mà tạo một cái cây, thay một cái chậu mới cho cây nó hoàn chỉnh hơn, cho cây nó giá trị hơn nha cả nhà. Người ta thường nói cây lên chậu như hoàng hậu lên ngôi. Mình thấy cũng đúng đó cả nhà, tại vì nếu mà vô chậu xi măng, chậu xi măng chỉ yếu là để mình nuôi dưỡng cái cây thôi. Chứ nếu mà khi mà đã ok rồi á, hoàn thiện rồi á, mình nên vô những cái chậu cao cấp hơn nha, để cho cây nó giá trị lên. Đây là toàn bộ quá trình mà mình làm xong rồi nha cả nhà. Rồi, về cái cách thức lũa thì mình cũng giới thiệu rất là nhiều lần rồi. Về mọi người muốn mua cái mũi lũa ở đâu hay cái gì đó thì cứ nhắn tin bên Zalo cho mình nha. Số điện thoại của mình là 0937822123 nha. Cái số đó là số Zalo của mình nha cả nhà. Nếu mọi người thấy clip này hay, mong mọi người đăng ký kênh và ủng hộ chia sẻ cho em nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi nha. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn nha. Em chào mọi người.